Xin chào các bác nhá. Hôm nay em vừa xuống núi về đây. Vừa lên núi. Kiếm được một ít cái lô hàng rừng, hàng nguyên bản, hàng bóc nhá. Đây, cũng có nhiều cây to, cây nhỏ, cây chip nhá các bác nhá. Đây là tất cả các hôm nay. Cây đầu tiên em sẽ lên cho các bác cái cục nguyên bản nhỏ nhỏ này. Đấy, con này em giao lưu mọi người là 200k một con chip này nhé các bác nhé, 200k một con chip này, đơn số 1 200k con chip này, cục nguyên bản nhé. Đây là ngoài cành cây rất là khô rồi, về mọi người chăm thêm 200k cho cái đơn số 1 này các bác nhé. Toàn em chỉ bán quế Hòa Bình thôi nhé, em chỉ bán quế xếp Hòa Bình thôi. Đây có cái đơn cây rời này, cây rời về cho bác nào ghép này, ghép cây hoặc là ghép chậu được một cây này, hai cây. Đấy. Về mọi người ghép, mọi người chỉnh sửa giúp em nhé, vì là ở ngoài rừng hai cây này, đấy, ba cây này em giao lưu mọi người là 350 nhé. Đấy, còn nhẽ ra bán rời nó phải 200 rồi, nhưng mà thôi ta tiện đơn này thì để cho mọi người là 350. Đấy, còn toàn những cái con cổ rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, 350 cái đơn 3 cây này các bác nhá. Giao lưu thôi. Còn cái cây này cổ to này, chiếc đẹp cổ to này. Con này em bán là 300.000. Nó lá nó xếp rất là đẹp luôn này. Cổ 300k. Xếp vai ngang nhá. Đây. Cổ này. Đơn này 300. Một cái con nguyên bản này đã em để mọi người là 300 nữa. Cổ ống nha, con này cổ ống cục nguyên bản nhá, 4 cặp lá, cổ ống rất là đẹp. Cổ ống. Lá này chắc tầm gần 4 đâu. Về mọi người chỉnh sửa cái lá này vai ngang ra giúp em nhé. Đấy, con này em giao lưu mọi người là 300. Tiếp tục là những con hàng rời này. Con này giao lưu mọi người 350 nhé. Cổ ống nhá. Rất là đẹp luôn. Và những cây chất lượng 350. Con này cũng thế nhá các bác nhá. Đây là toàn những cây tố chất tiềm năng thôi. Em đi lên núi em cũng lọc lại của anh em rồi. Cũng không mua xô hết cả. Cũng còn nhiều cây bèo nhéo ấy. Đấy. Tiếp theo là những cái cục cầm giúp anh. Cục này cũng là một cái cục nguyên bản này các bác này. Một nguyên bản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cặp lá này. Lá nó có bị một chút là bị cháy xém này, nhưng mà khô rồi nhé các bác. Cái này là ngoài tự nhiên, chắc mưa nắng thất thường. Cục nguyên bản này. Cổ lá rất là đẹp luôn. Cục này em giao luôn mọi người là 1.300.000 nhé. 1.300.000. Đây, cổ lên rất là phê luôn. 1.300k. 1.300k. Tiếp theo là có một cái con hàng rời này. Rất là đẹp luôn. Con này giao lưu cho mọi người 250 cho bác nào làm giống nhé. Đấy, lá rất là to đẹp rồi nhé. 250 thôi. Đấy. Hàng rừng này. Bóc về nó đẻ con lên. Mọi người ghép kiểu thác đổ cũng được, mà về trồng chậu dựng lên cũng được nha các bác nhé. Đấy. Có tiếp theo có cái đơn này. Ngả xuống thế. Đây là cục rừng nguyên bản. Cục rừng nguyên bản nha các bác nhé. Cục này 2 cây này. Cổ lá đang lên rất là đẹp luôn. Hơi tối nhỉ. Đấy, ok này. Cục 2 cây này em giao mọi người là 1.500.000 nha các bác nhé. 1.500.000 thôi. Nếu mà bác nào lấy em sẽ cắt gọn đây, để cho các bác về trồng thành tác phẩm cây ngắn thôi. Đấy, vẫn còn nguyên cái cây trầu bà này, bám này. 1.500.000 thôi giao lưu. Đây gọi là lấy công sang cỗ thôi, 2 cây đẹp thôi, 1.500.000. Còn 2 con chip này không phải nha, 2 con chip này hàng rời.
Hai con chip này em bán là 300. Hai con chip này cây nó rất là đẹp của dân, nhưng mà họ cắt họ buộc lên này. Hai con này 300. Chip đẹp, chip xếp rất là đẹp, cây mẹ rất là vip luôn. Cái này không phải cùng gốc nha. Đây. Còn tiếp theo có cái cục này. Cục này nguyên bản này, rụt rịt luôn. Nguyên rừng nhé. Một mẹ một con này. Xếp rụt rịt. Mọi người nhìn cái cổ lá lên rất là phê luôn này. Quá đẹp luôn. Cây này cây mẹ cao tầm 20 phân thôi, con mới đang lên, rụt rịt nhé. Đấy. Con này nữa. Con này lá nhựa này. Con này là con lá nhựa dày cộp ngoài rừng luôn. Cục vẫn là cục rừng nhé các bác nhé, nguyên rừng. Lá này hơn 5 cm này, 5 cm 3, 5 cm 4 rồi. Lá rất là dày luôn, dày cộp luôn. Nó bị ở ngoài rừng nó bị hỏng. Hỏng ngọn nó đẻ lên một cái con này. Mọi người nhìn cái cổ nó rất là to luôn. To luôn. Đấy. Đấy, bản cái lá này nguyên lá nõn này chắc được tầm 5 cm rồi đấy. Lá nhựa dày. Đây, tiếp theo con này nữa. Cầm chân này. Con này cũng là hàng bóc rừng này. Đầu vào cây to làm gãy ngọn con này. Nó một mẹ một con nha các bác ơi. Cổ rất là to này. Con này lên chậu được quá là phê luôn. Đấy. Cầm giữ nha. Rất là phê luôn. Một mẹ một con nhé các bác nhé, hàng rừng. Rồi, tiếp theo, con này cũng vip, vip nhất đàn luôn. Con này là cắt dân, em cắt dân này. Ở gốc nó còn hai con nữa, dân họ không bán cho. Đây mọi người ngắm cái củ lá của nó này. Siêu phê luôn, cổ mở rất là to luôn. Đây, em quay hơi tối mọi người rồi. À, bác nào xem không kỹ thì nhắn cho em cái số Zalo để em gửi cho nhé. Đây, cổ rất là đẹp luôn. Cái này lên tác phẩm này thôi rồi. Đây. Cổ to. Đây, cổ lá đang mở rất là đẹp. Siêu phẩm đấy các bác ạ. Đấy, có 1, 2, 3, cái 4 con này là giá nó hơi căng chút. Cô chú anh chị nào quan tâm thì ebook cho em nhé. Bởi vì những cái cây giá nó hơi căng chút thì em báo lên đây nó ngại anh em. Còn em bán thì bán chỉ bán quế Hòa Bình chuẩn thôi các bác ạ. Quẩn chuẩn quế xếp Hòa Bình luôn. Bác nào sưu tầm những cái cây giống hoặc là những cây tác phẩm thì ebook cho em. Cây toàn quế Hòa Bình cả. Đấy. Rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video của em nhé. Bác nào ủng hộ thì nhắn qua cái số Zalo để em chốt đơn cho. Hẹn gặp mọi người vào video sau nhé các bác nhé. Em kết thúc video đây ạ.